What's up? What's up, Zeros? Chào mừng các bạn đã đến với Minecraft Paco tập tiếp theo. Hôm nay, wow. Mình, bạn, nếu các bạn chưa biết một điều rằng là mình đã từng có một video review về Minecraft Beta phiên bản 1.0 của Minecraft. Nên là hôm nay có rất là nhiều bạn đã kêu là mình chơi tiếp series Minecraft 1.0. Nhưng mà không, xin lỗi các bạn rất là nhiều. Mình sẽ không chơi Minecraft phiên bản 1.0. Nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn, những người, những Zeros chân thành của mình, mình đang chơi phiên bản, mình nghĩ đây là cái map Minecraft Parkour đầu tiên trong Minecraft. Cứ các bạn chưa biết thì map này được làm vào khoảng tầm năm 2011, có nghĩa là cách đây 6 năm. Đây là Minecraft Parkour đầu tiên. Là đây, mình không nghĩ là Minecraft Parkour đầu tiên, nhưng mà Woo, cookie. Sleep. Ok. Hello, welcome to the Treasurer's Adventure mode. Map made by Plus Beer, Plus Cake. Gấu và bánh à. Ok, cái này là cake cookie à. Ok. Why your forum, how many diamond you got? Có một cái forum để mà đào map này về, nhưng mà mình sẽ đặt lên ở phần mô tả. Here's your starting grid rule. No cheating, no spamming, no. Do not break any block but clay. Try collect as many diamond you can. Have fun. Remember to... Đây rồi, đây là cái block. Đâm diamond. Remember to put be full on. Ok, be full. Redstone, thin light level, button, more, sorry, praise. Oh, xin lỗi mọi người. Đây rồi, boom. What's up? Cho em xin với cục kim cương nào. Xin quá đi à. Ok, đây còn cái cục lay nào không, cho xin luôn nào. Ok. Ui, năm. Wow, that's pretty many door. So break those will take forever. Maybe I need to do something for those to open. Oh, a Paco cross. Maybe you will get a reward to complete it. Ok. Và nếu các bạn chưa biết thì phiên bản này nó phải ấn 2 lần W để chạy lên. Và bây giờ bạn không thể ấn control được. Là mình sẽ ấn 2 lần W để có thể chạy lên đây. Wow. Nhảy xuống thì hơi đau đấy. Nên là các bạn nhớ cẩn thận nha. Chúng ta không thể nào ship được à? Mình nghĩ là ship có thể. Ok. Nó cũng như phiên bản, những phiên bản trước thôi. Nhưng mà ok. It's hard but possible. You ship. Ok. Wow. Nó khó nhưng vẫn có thể làm được. Phải sử dụng ship. Ok. Nhưng mà cái này nó hơi hơi khó thật. Hồi nãy hơi căng đấy. Và đây. Ý da. Oh my god. Chứ nào làm được. Wait. Thử kim cương. Checkboy. Boom. Bye. Checkboy có cái đường đi lên như thế này à. Hi da. Ow. Checkboy thì nó sẽ không có những cái lệnh các bạn à. Bởi vì lúc này thì nó vẫn chưa có thịnh hành cái common block. Nên là chúng ta có thể checkpoint bằng những cái gỗ này. Collect những cái này. Cảm ơn. Do you like mudkip? Mudkip bây giờ đã là channel chết rồi. Yes. What's up? Mudkip thì sao? Nhưng mà lại có đồ. Get drag. Yeah. What? No. Tại sao? Nó còn rất là nhiều cửa đó các bạn ơi. Chúng ta không thể nào mà kết thúc ở đây được. Hình như chúng ta phải đi tiếp nữa. Để mình thử ấn no xem nhé. Để xem nó cho mình đi đâu. Ok. Mà nó cho mình. Ây da. No đi. Ủa không, hình như ok. No thì mình bị rơi à. What the cái luật gì lạ vậy? Tại sao chúng ta chỉ có một cái level thôi nhỉ? Chúng ta không thể nào làm được thêm nhiều cái. Không, mình không cần phải bắt con cái này đâu. Mình có thể đi qua bên đây mà. Checkpoint này không có đường đi này. Ok. Mình nghĩ là chúng ta nó phải cho mình khoảng tầm 2-3 cái level cái này, nhưng mà
Do you like mud keep? Chắc chắn là mình thích rồi. Yes nè. Lấy hết rồi luôn. Rồi đâu nữa? Mà chỉ có một cái level mà. Ok. Giờ mình sẽ đi vào trong. Ở đây cũng không có chỗ nào để đặt những cái cửa này vào được. Khá là khó vậy. Làm sao để có thể vào đây ta? Ở đây có cái đường nào không? Bởi mình nghĩ chắc là ở đây sẽ có cái đường nào đó chẳng hạn. Không luôn à. Hay là nó có vấn đề gì ta? Ai thằng nào làm cái map này? Thằng nào làm cái map này? Hả? Giờ còn đường nào không bạn ơi? Bạn ơi còn đường nào không bạn ơi? Thằng này ra phải check lại những cái gương xem mình có bỏ sót những cái gì không. Chắc là không rồi. Ở đây cũng không nốt. Oh my god. Mình vừa mới biết một điều các bạn à. Các bạn có thể thấy đây là cái chỗ mà nó kêu là gì ta? Do not break any block. Try collect any diamond have fun. Place on brick. Các bạn phải đặt nó trên brick. Và các bạn không đặt ở đây. Mình đặt ở đằng kia. Thế là nó mở cửa hết đây. Oh my god. Woo. Woo woo. Kim cương kim cương kim cương kim cương kim cương. Ủa trong đây nó không có cho ấn nguyên một lần hả ta? Ấn từ từ vậy hả? Buồn vậy. Ấn từ 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 từ. Ok, chúng ta cứ thử cầm thôi. Oh my god. Thêm kim cương này. Cay. Ủa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ok, một nút. Vẫn không có tác dụng gì. Ok. Ok, ouch. Đâu đây? Đâu đây? Tù rồi, let's go. Mày eo, ui, khoan. Ok, nãy ấn được cái đó. Vui vậy. Yeah. Map này thì thực sự là nó không có checkpoint. Nó không có checkpoint nên là mình chỉ cần nhảy qua, mình click vào cái chỗ đó là xong. Mình nghĩ là vậy. Bởi vì nãy giờ mình ấn mấy cái này nó không có mở cửa nên là ok. Một nhiệm vụ khá là cao cả. Ok, chúng ta chỉ cần đi tiếp thôi các bạn ạ. Chỗ này có rất là nhiều kim cương rồi. Nhảy lên thôi. Hay da. Ok. Try to not get lost. Ok. Một cái mê cung. Đặt vô mây, đây là con. Ôi khoan, nó sẽ biến thành nước. Oh my god, mình nhầm rồi. Ê, có tôi xin. 6 kim cương, ngon dream. Và ở đây đằng kia lại có cái block gỗ kìa, mình cũng không biết. À, bắt đi qua đây à. À, rồi, cái này nó lấy cái... À, đây rồi, cái đường đi ra là nằm ở đây chắc luôn. Nhé, phải không ta? Ok. Đặt nó đây. Door if not I will be nice. Click on and go to the light. Ok, đi theo ánh sáng à. Ánh sáng đằng kia. What? Kiểu như nó dụ mình, nó có dụ mình vào đây các bạn. Rồi sau đó bắt mình đi vòng ra ngoài đi theo cái ánh sáng đó. À, một map. À, map này biết chơi dụ luôn. Chất. Đây là cái map. Đúng là bản đầu tiên của Minecraft nó có kiểu nó khác người tí, các bạn thông cảm ha. So the way if not always the best. Phải trường. Qua đây nè, qua đây. Ôi bị kẹt rồi. Qua đây. Chắc luôn, đây là đây rồi. Ok, level may open the door. Ấn hai lần chạy nào, chạy nhanh lên nào. Mình không nhớ đường ra luôn. Giờ đi qua hướng bên kia rồi, chúng ta sẽ qua được cái chỗ, cái cửa. Cái cửa có vẻ như mở rồi. Nên là đi thôi. Ok, qua đây. Qua đây, mình không nhớ đường cho lắm. À, không, đây đường kẹt. Chúng ta sẽ đi qua đây. Cửa mở chưa? Wow, cửa mở rồi. Tối qua. Cắm đuốc. Như sinh tồn. What the heck? Đây sao có... Ui, mặt trời, mặt trăng. Không, đang là buổi gì đó chứ. Đây là... ok, đây rồi. Ok, chúng ta có hai cái level.
cần phải đặt. Chắc là ở đây và bậy rồi. Ở đây và đây. Wow. Hệ thống redstone ở phiên bản 1.0 nó cũng không tồi. Và ok. Finally out. Wow, bạn nhìn kìa. Quay cái Minecraft kìa. What? Ok, click on. Oh, yeah. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Wow, tôi là Steve đây các bạn ơi. Woohoo. Cái này đi hơi chậm. Cái này đi hơi chậm so với những phiên bản đầu tiên của Minecraft. Ôi giời, nhưng mà yeah, mình nghĩ là chắc là kết thúc video. Wow. Ok. Này dẫn mình đi đâu đây? Oh, hello. Ui. Ui. Ok, wait. Đây là đâu? Sao lại có thể đập sen? Đập sen như thế này. Hay biết đây cần phải vào đây nhỉ? Nghĩa là vậy. Đốt cái cây để vào chăng? Chắc không điên khủng như vậy đâu. Ok, mình sẽ đập sen đi. Đập sen đi. Ok, đây. Chúng ta có thể phá block như thế này. Cho em xin anh ơi. Ok, có hai cái này thì một cái sẽ để đây. Eo. Oh yeah. Ok, congratulations, you are made. How many diamond do you get? Did you get? But research on forum, if good feedback or I get donate, I will make more. Những cái lúc mà chơi những cái phiên bản này thì người ta còn donate. Lúc đó họ vẫn chưa có kiếm được nhiều tiền từ việc là bạn làm map từ YouTube hay gì đó, đây là tính từ donate khá là nhiều. Yeah, và cảm ơn các bạn đã đón xem Minecraft đầu tiên. Đây, mình nghĩ chắc là phiên bản đầu tiên của Minecraft Parkour. Wow. Dễ thì cũng khá là dễ, nhưng mà hơi rối não. Không phải rối não, nhưng chỉ cần đi theo một đường thôi. Nhưng mà những phiên bản đầu tiên của Minecraft như thế này và những hệ thống redstone thì mình thấy thì rất là ok. Hệ thống redstone như thế này mình cũng chưa biết làm nữa, nhưng mà cái map này đã làm được. Chúng ta hỏi rất là thông minh. Và mình cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem và nhớ like video này nếu các bạn thích, và subscribe ủng hộ kênh của mình. Đừng quên khi subscribe xong đăng ký thì nhớ là ấn thêm một cái chuông sát bên để có thể bật thông báo từ kênh của mình khi mà mình ra video clip nha. Mình sẽ hẹn gặp lại và mình sẽ gặp các bạn vào những video lần sau. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Peace.